Bạn đang muốn nâng cấp RAM cho laptop nhưng bạn không biết laptop của mình có hỗ trợ nâng cấp hay không và cũng không ai nói với bạn cả. Vậy thì hôm nay Laptop World sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái cách hiệu quả nhất để có thể xác định được rằng laptop của chúng ta có thể nâng cấp được RAM hay không và nâng cấp được loại RAM nào. Thì hãy cùng Laptop World đi tìm hiểu trong video này anh em nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ phải đi xác định xem laptop của chúng ta có thể nâng cấp được RAM hay không. Thì mình sẽ có hai cách. Đầu tiên, cách thứ nhất đấy chính là chúng ta phải mở cái phần Task Manager của Windows lên. Để mở lên chúng ta sẽ có một thao tác rất đơn giản thôi. Hãy bấm tổ hợp phím Ctrl Shift ESC là máy sẽ lập tức mở lên cái phần Task Manager. Và mặc định thì nó sẽ hiển thị ở một cái ô rất là nhỏ bên cạnh này thôi. Thì chúng ta sẽ ấn vào cái phần More Detail. Đấy, để cho nó sổ to ra. Và lúc này thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần là Performance. Đấy, chuyển sang cái tab Performance. Và ở đây nó sẽ có rất nhiều thông tin hiển thị cho chúng ta. Chúng ta sẽ chuyển sang cái mục là Memory, tức là tìm xem thông tin về RAM. Mình sẽ chuyển sang đây. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần nhìn vào cái ô là Slot Use. Đây ở trong cái phần này. Đấy, tức là cái slot mà nó đang sử dụng ở trên máy sẽ là chiếm bao nhiêu slot. Thì nó sẽ có rất là nhiều những cái trường hợp cho chúng ta để máy hiển thị ở trên này. Trường hợp thứ nhất, đây chính là máy hiển thị 4/4 hoặc là 8/8. Thì tức là cái công nghệ RAM này nó sẽ được hàn chết ở trên mainboard rồi và chúng ta sẽ không thể nâng cấp được, thì chia buồn với những người anh em đó. Nhưng mà nếu như mà máy anh em đã có sẵn dung lượng là 16GB rồi thì cái điều này nó lại rất là đáng mừng, bởi vì là với dung lượng 16GB trên những mẫu Ultrabook như này nó là vô tư, chúng ta có thể dùng lâu dài mà không cần lo việc nâng cấp. Nếu như mà anh em 8GB mới phải lo thôi, đúng không? Vậy thì trường hợp thứ hai là gì? Tức là máy hiển thị là 1/2, tức là 1/2 đấy. Thì lúc này máy chúng ta tức là đang còn một slot chờ nữa để có thể nâng cấp. Cái điều này rất là mừng, chúng ta có thể lắp thêm slot nữa vào, lắp thêm một thanh RAM nữa vào để có thể nâng cấp. Cái tình trạng hiển thị này nó rất phổ biến ở trên những cái mẫu laptop như là Dell Inspiron này, hay là những chiếc Dell Virtual hoặc là những cái chiếc Asus VivoBook. Đấy, những cái phiên bản VivoBook nó sẽ thường được lắp đặt sẵn một thanh và cho phép anh em có thể lắp thêm một thanh nữa để có thể nâng cấp. Đó là một trường hợp nữa, rất là thoải mái để cho anh em có thể dễ dàng nâng cấp máy của mình về sau. Cái trường hợp tiếp theo nữa là cái trường hợp mà máy hiển thị lên chúng ta là 1/1 hoặc là 2/2, tức là máy bây giờ nó đang báo là full slot và sẽ không có slot chờ nào cho anh em nữa. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể biết được rằng là máy đang có được nâng cấp RAM hay không? Trong cái mục hiển thị này chúng ta sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất đấy chính là máy cho phép chúng ta tháo những cái thanh RAM cũ ra và lắp đặt những thanh RAM mới vào với dung lượng cao hơn. Trường hợp thứ hai đấy chính là RAM được hàn ở trên mainboard và sẽ không cho phép chúng ta nâng cấp được nữa. Đó. Vậy thì nếu như mà nó rơi vào trường hợp thứ hai thì làm sao để được xác định được đây? Lúc này đã bắt đầu thấy hơi cấn rồi đấy, đúng không? Nhưng mà chưa phải là bế tắc đâu anh em ạ. Vẫn sẽ còn một cách nữa cho anh em. Ở cái cách thứ hai này thì nó cũng rất là đơn giản mà thôi. Chúng ta sẽ chỉ cần vào trong Google, chúng ta tìm kiếm là cái mã máy, cái tên máy của anh em cộng thêm đó là cái dòng chữ RAM slot. Đấy, bây giờ mình sẽ ví dụ cho anh em nhé. Ví dụ mình đã sử dụng chiếc máy là ThinkBook 14P Gen 3 RAM slot. Đấy, tìm kiếm. Và chúng ta sẽ có thể thấy một trang web có tên là Crucial. Thì chúng ta sẽ ấn vào đó. Và ở đây thì sẽ có đủ những thông tin cho chúng ta về RAM của máy. Đấy, ví dụ như là phiên bản RAM được sử dụng là bao nhiêu, mã máy đó có bao nhiêu phiên bản RAM hay là có thể nâng cấp được hay không. Nếu như ở đây hiển thị là Non-Renewable thì tức là chúng ta sẽ không thể nâng cấp được anh em nhá. Còn nếu như mà máy có thể nâng cấp được thì nó sẽ hiển thị như thế nào? Mình sẽ ví dụ cho anh em luôn. Đây, mình sẽ thử nhập vào đây nhá. 5620, Inspiron 5620 đi. Đó, và chúng ta cũng sẽ tìm thấy trang web đó. Thì ở đây chúng ta có thể thấy này. Maximum memory nó sẽ lên là 64GB. Và ở đây sẽ có là two bank up one, tức là nó sẽ có hai khe để cho chúng ta có thể thay thế và nâng cấp anh em nhá. Cũng như là sẽ có sẵn là 8GB có thể tháo rời này. Đó. Một cái trang web mà sẽ cung cấp cho chúng ta rất là nhiều những cái thông tin về nâng cấp SSD cũng như là về RAM của máy. Tuy nhiên, nó vẫn sẽ còn một số những cái giới hạn nhỏ nữa. Đó chính là nhỡ đâu cái trang web đó chưa cập nhật thông tin em máy của anh em thì sao? Đó, lại là một tình huống nữa đau đầu nhức óc. Bây giờ đây chẳng nhẽ lại bế tắc một lần nữa sao? Nhưng mà chưa. Vẫn sẽ còn cách nữa. Đó chính là anh em hãy vào ngay group yêu laptop, Laptop World Friend và hãy ghi cái mã máy của anh em bên đó kèm theo câu hỏi là laptop này có nâng cấp được RAM hay không anh em. Và ngay lập tức thì đội ngũ kỹ thuật của Laptop World hoặc là những anh em chơi laptop lâu năm sẽ vào trả lời ngay câu hỏi đó cho anh em một cách nhanh chóng nhất để anh em có thể có một cái thông tin chính xác nhất về chiếc máy của mình. Ok.
Và mình đã vừa hướng dẫn xong cho anh em những cái cách để có thể xác định được là laptop của chúng ta có thể nâng cấp được RAM hay không. Và theo mình thấy thì đó là những cách hiệu quả nhất. Còn với những cái cách ví dụ như là chúng ta vào trang web của hãng chúng ta xem, bây giờ đây rất ít những cái hãng mà nêu cho chúng ta cái thông tin rằng là máy chúng ta có thể nâng cấp được hay không. Đó, nó sẽ rất là mất thời gian và gần như là khá là giới hạn. Họ chỉ cho chúng ta những cái mức RAM được lắp đặt trên máy mà thôi, chứ không cho chúng ta là slot RAM bao nhiêu, có thể nâng cấp được bao nhiêu, tối đa bao nhiêu, rất là ít. Đó. Vậy thì những cái cách vừa xong là theo mình thấy và mình đã từng trải nghiệm thì đó là những cái cách mà hiệu quả nhất, anh em có thể tham khảo. Ok. Vậy thì còn nâng cấp RAM loại nào? RAM DDR4 hay là RAM DDR5? Thì đây sẽ là một câu hỏi mà mình sẽ rất là dễ trả lời mà thôi. Ngay từ cái phần trong phần Task Manager chúng ta đã có thể thấy được rồi. Nếu như máy hiển thị cái mức speed ấy, cái mức băng thông RAM ấy là 3200 MHz, đấy thì nó tức là có thể nâng cấp RAM DDR4. Còn nếu như mà máy hiển thị là speed 4800 MHz thì lúc này chúng ta sẽ nâng cấp lên RAM DDR5. Nhưng mà thường ấy, theo mình thấy bây giờ nhá, với đại đa số những mẫu laptop gaming thì có thể nâng cấp được, đại đa số là đều cho phép chúng ta nâng cấp được và tháo rời hai thanh nâng cấp thoải mái. Còn với những mẫu Ultrabook thì sẽ có một số những mẫu máy là giới hạn. Nhưng mà càng về sau này thì các hãng lại càng tối ưu cho chúng ta là hàn sẵn RAM ở trên mainboard luôn, để tối ưu cái độ mỏng cho máy. Và họ lắp đặt sẵn một cái dung lượng vừa đủ để chúng ta có thể sử dụng lâu dài rồi. Ví dụ như là 8GB sử dụng cho những cái đối tượng văn phòng rất là cơ bản, rất là bình thường. Hoặc là sử dụng ít khi dùng đa tác vụ thì sẽ có thể sử dụng mức RAM 8GB. Nếu mà 16GB thì có thể sử dụng được đa tác vụ nhiều hơn, đa nhiệm được tốt hơn, đúng không nào? Thì tùy theo mức giá thành và nhu cầu tài chính chúng ta cũng như là cái nhu cầu sử dụng của chúng ta để chúng ta có thể lựa chọn cho mình một máy phù hợp nhất. Và đó là những cái cách mà mình muốn hướng dẫn cho anh em về cách để có thể xác định xem laptop của chúng ta có thể nâng cấp được RAM hay không. Tại thì hiện tại là rất là dễ dàng rồi, không phải tháo máy, không phải xé tem bảo hành ra để có thể biết được nữa. Ok. Và chúng mình cũng đã có những cái video rất là chi tiết về cụ thể về những cái cách nâng cấp RAM và những lưu ý khi nâng RAM rồi. Anh em quan tâm thì mình đã để video ở đây. Đấy, anh em có thể click vào đây để có thể theo dõi chi tiết nhất anh em nhé. Còn bây giờ thì rất hy vọng anh em sẽ cho Laptop World một like và một sub, cũng như nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.